Đây là mình phát trực tiếp Dương Tâm Bách Thuận làm thủ công để nộp cho cô nha. Làm mô hình gì con? Làm mô hình ngôi nhà hả? Là anh mua mấy vật dụng này đâu đây? À, cái này gọi là cái gì? Cái mua que thè lưỡi. que thè lưỡi hả? Đây rất chuyên nghiệp nha. Dùng keo nến dán nè, dùng cây gạt lưỡi để dán lại thành hình ngôi nhà. Có làm gì tốn đến không? Tốn chứ không mất. Hồi đáng lẽ làm một cái mà mới xong, xong lấy băng keo trong á. Hả? Lấy cái băng keo trong á. Làm hình ngôi nhà. Được. Được 1/3. 1/3. 1/3 đó. Nó bị khô, cái kia bị khô nhanh lắm rồi. Để xem. Con lấy cái băng keo trong á. Con mà làm. Con lấy cái băng keo con trong, con dán từ bên này qua bên này nha. Xong con dán từ bên này qua. Không, bố nó còn hiểu. Ví dụ từ đây ra đây mấy tấm? Mấy tấm ạ? Mấy? Ra tới đâu? Từ đây. Ở đây hả? Thì con đếm đây là mấy cái? 1, 2, 3, 4, 5 cái đúng không? 6. 6 cái đúng không? Bây giờ con lấy 6 cái, con gạt cái băng keo keo trong bự á. Con lấy 6 cái, con gạt á, con dán nó dính vô cái, xong rồi con dùng cái này con trực tiếp con dán nó ngay dưới chân này thôi. Đúng không? Có hiểu ý bố, con hiểu ý bố nói không? Để cái đó đi. Mình nó xấu lắm, nó đẹp phía ngoài mà. Mình nó băng vô trong dán nó xấu. Thì mô hình thôi mà chứ. Mà làm đẹp mà. Xong rồi tí nữa con dán bằng cái kia, con lấy keo con trực tiếp con dán vào đây nè. Mà cô thấy cô làm đẹp. Cô rất tốt. Đẹp mới được điểm cao. Cô nói nè, bây giờ con để vậy nè đó. Rồi con xịt vô đi. Con xịt trên đầu, dưới chân thôi đây nè. Giờ xịt dưới chân này cục nè. Xịt con xịt dưới chân đi đây. Xịt nhiều vô sát cái góc bên kia kìa. Đó rồi, để này vô, rồi thả ra đây. Để sát vô nè, rồi. Rồi con xịt bên trên nữa. Rồi. Xịt bên trên này nữa, xịt những cái góc bên trên nữa, cao nữa, Đó, kéo nó xuống dưới. Được chưa? Vậy đúng không? Rồi từ từ thôi. Rồi bên này nữa thôi. Vậy được rồi. Nó chỉ dính vô là được rồi, không cần nhiều đâu. Con thả ra đi. Thả cho nó khô ra đi. Con xịt vô trước, con hăng bỏ vô.
con gỡ cái đó ra đi, con xịt một cục qua đây nè. Thấy nghe cái tay vào đó, xịt cục vào vậy đó. Rồi, con ra ngoài lục mấy cái này rồi con để vô. Để sát vô. Để sát cái đá, sát cái chân nó vô cho sát nữa. Rồi. Rồi cho nó khô đã, từ từ. Để này nè, giữ này cho nó khô nè. Rồi. Rồi đó, con xịt xịt bên trên này. Nó kéo xuống, xịt trên cái đầu này cho nó chạy xuống, cho đứng cái kia lên, đứng thẳng cái mũi lên đó. Đó con bỏ hẳn cái góc đó. Con bỏ hẳn lên cái góc này một cục nè. Chưa, rồi xong là kéo xuống. Đó. Cho nó nghiêng, mình phải điều chỉnh để cho nó thẳng hàng á. Vừa thôi. Đó, y vậy. Đây nè, con xịt cho nó sát cái góc này nè, cho nó đừng có hở cái góc này ra thì nó cứng. Đó. Xịt đó rồi xịt kéo ra. Rồi nhanh tay bỏ đó xuống để ráp cái kia vô, ép cái mi trên nữa cho nó ngay vô. Rồi để đứng cái mũi lên, nhiều trên này nhiều xuống để đứng nó lên nữa đó, nhiều trên nhiều xuống vậy đó. Rồi kéo nó xuống. Chưa? Rồi. Cái đó được rồi, thêm cái nữa được rồi. Đó. Cho nó nhiều vào chỗ đó miếng. Đó, rồi kéo nó ra. Rồi cho nó bít cái đó. Để cho nó ngay, cho nó dựa vô. Rồi chúi cái mũi xuống. Đó, từ trên, từ ngay cái, con cứ cho nó từ ngay mí mày này, nghĩ này luôn. Đó. Đừng nhúc nhích để cho nó khô. Nếu cần thiết thì chạy ra nó cho cái mí bên trong bên này nè. Từ trên xuống dưới nữa. Được rồi, để làm cái đường đi chứ. Bên phát bên kia. Dạ, không biết làm. Hả? Bên đó là gì? Con khùng má. Đúng rồi. Con có chùa ở đây để làm cái cửa ra vô nữa chứ. Cửa này. Cái cửa bên này rồi ra sân bằng cách nào? Để cái này thôi. Con bẻ hai ba cái khúc này đi. Không, hoặc làm sao, hoặc làm rạch ba cái đường này đi xong hoặc làm tiếp. Làm cửa hả? Chứ sao? Đâu cái không có cái mô hình nó sẵn à? Cái này tự làm mà nó có mô hình đâu bố. Có mô hình đâu phải gọi là làm nhà đâu. Đang quay mà. Bỏ ba cái này đi. Lấy dao chẻ xuống. Ừ. Bốn cái luôn. Đã. Hả? Bỏ hai cái này đi, bỏ hai cái này thôi. Ừ. Hai cái này. Thank you.
Hỡi nhân giống yêu sao? Mình anh giờ này tìm ra tầm tay chờ một phương trở ra thì anh nói đến lúc lòng tay á anh ơi tay về về phương trở ra rồi rồi mà rất là kêu gắn lại bá này để cho nó ngay đàng hoàng đã lấy cái rút đặt vô mèo xuống mày cũng phải đặt qua lên quay phim đó hả mèo rồi đi xuống nè xuống nè xuống nè xuống nè ôi rớt cái gì đây mấy cái này là đang muốn đang xài được nè để làm hàng rào nè mấy cái này nè con mấy này mấy mốt mình dựng dựng đây làm hàng rào nè đúng không mai nộp mai nộp trời ơi, mập ơi mập mập làm gì hết nản quá mập ơi cái này nó ra ít keo lắm phải bóp nhiều lần lên rồi dính qua này đi con lại dính một cục ngay cái mí trên đầu này nè nó một cục đó để sát vô một cục đó làm một cục trên đó xong kéo xuống rồi ừ vậy đó rồi kéo xuống rồi để khô đi đè nó vô đi đã đè vô rồi chừng nào ok kết thúc video nha nha chừng nào xong rồi quay tiếp nha nha ơi hello xin chào mọi người mình là Dương Tất Sĩ Ngọc mình quay clip này tới đây thôi mình tạm ngưng tí nữa dính một đường nó xuống làm xong rồi quay tiếp chứ giờ quay nhiều quá đây từ từ đây hai một chuyên gia và một người làm hai người rồi một chuyên gia quay video chỉnh sửa nữa rồi chào hello xin chào nha kết thúc video nha ê mấy cái cửa mày đâu không ơi cái cửa nhạy là một ở trên có một cái gì nữa ông đi dậy xong rồi tí hồ làm cho một cái rìm xong rồi bấm cái kim vô rồi cái mắt ở đây nữa chứ bỏ cái này thêm một cái này nữa cái chừng nó đụng cái này nó rớt ra nè thì hôm nãy cũng nói là nó sòng đòi làm gì một cái cửa leo này đúng không em làm nó xấu à đi ra có làm không tắt thêm cây nữa nha thôi kết thúc nha.